Không biết nữa, chìm quá. Trụ trong này đi được không vậy? Ôi, ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây nè, có cái gì đây nè. Trong cái lùm, trời ơi, nó vậy luôn. Trời ơi, làm anh hết hồn hết vía. Quý chị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại một cánh đồng rất là rùng rợn ở nhà, tại vì ở đây nó có một cái ao. Hồi nãy mình có gửi xe phía bên ngoài, được một người chú có chia sẻ, người chú nói ở đây là cứ 2 năm là có một vụ đi chích cá đó cả nhà, rồi bị điện nó giật á, rồi họ mất dưới đây rất là nhiều người luôn, đa phần là mất toàn là thanh niên không à. Anh chào khán giả em đi. Sao mà từ từ anh đợi em xíu. Dạ, Vũ xin chào quý vị và chú anh chị. Chào mừng quý vị và chú anh chị quay trở lại video tiếp theo của Vũ. Hôm nay Vũ cũng khá lâu rồi trên kênh của Vũ, thì hôm nay mới có dịp để có thể hợp tác quay với anh Hiệp một cái video. Nhưng mà sau cứ mỗi lần đi quay chung với anh là cái chỗ đó bất ổn với anh. Tại cái vụ gì ở đây nữa vậy? Tại vì anh trước khi anh ghi hình ở khu nào cũng vậy, là anh phải hỏi thăm bà con, tại vì ở đây nó nói chung là nó không có một cái gì đó để kêu bằng rùng rợn. Và anh được người chú chia sẻ nói ở đây á, mình cảm thấy ban ngày không có gì hết, nhưng mà đến chiều tối hay là 12 giờ trưa là người chú nói là ở trong lùm có thể là xuất hiện những cái bóng mà đen đen á. Đây gần rú không nè, bên kia cũng gần không à. Rồi nhiều khi anh đoán là tại vì người chú có chia sẻ thêm, người chú nói có những anh đi chích cá rồi ảnh mất, rồi nhiều khi những anh đó mất rồi nhưng mà gia đình đem về làm đám tang thôi, còn hồn của mấy ảnh vẫn còn đây, thí dụ vậy đó. Nhưng mà sảy chân rớt nước luôn ha. Chích điện mà chích cá, mỗi một năm đất nước Việt Nam mình biết bao nhiêu người mất tại vì chán cơm á. Đúng rồi, cái vụ mấy cái vụ việc như vậy em thấy rất là nhiều. Như cái lần trước mà đi chung với anh là cuối cùng á, là cũng có cái vụ việc mà anh hai em đi cúng á, gặp cái hiện tượng lạ ở chỗ đó, cũng có cái vụ mà sau cái lần mà quay chung với anh á, thực sự là em đi chỉ đi kiếm những câu chuyện như mọi người kể lại thôi, lần nào đi quay chung với anh cũng bây giờ hết. Anh em mình sẽ đi qua bên cái khu rừng bên kia, nó rất là rùng rợn hơn ngay vị trí này. Rồi, ghê nữa hả? Rồi anh em mình khám phá cái khu rừng này thử, cũng như là mình xem thử ở đây nó có những cái vong hồn mà chưa có chuyển kiếp hay không. Nếu mà gặp họ thì mình có thể cúng kiến cho họ ăn. Nếu mà họ muốn anh giúp cho họ đi về chùa tu tập thì anh vẫn giúp được. Đi vô đó anh? Ừ. Vô đó hả? Vô rừng bên đó đó. Ghê vậy? Gì đâu ghê. Ở đây đâu? Đi phải cẩn thận nha. Ở đây chú ổng nói là ở đây ông dò dẻ. Ông hả? Ừ. Rồi chưa? Ông mặc quỷ biết không? Biết biết. Em có nghe vị là ông đó. Ông đó nếu mà nó chích mình 14 chích là đứt á. Chích vô còn đứt mà. Hả? Chích vô còn đứt mà. Ừ. Chích là đứt á. Chưa tới vụ tâm linh đi. Chưa bắt đầu đi gì hết trơn luôn, là có thêm cái vụ ông này nữa thiệt tình. Ông nhất là trong mấy cái lùm á. Wow. Mình đi vô lùm, mình đi ngang mấy cái lùm cây là mình phải cẩn thận, mình dòm ngó. Mình đụng nó mới chích, còn không đụng thì thôi, nó đâu có chích tầm bậy. Tại khi mình không thấy mình vô tình mình đụng chắc con... Đụng nó bay ra nó chích. Mệt à? Ừ. Còn nó đang ở đó mà mình đi ngang, mình đừng có đụng nó thì không sao. Chắc đi phải cẩn thận đi. Cẩn thận. Đây. Giờ này hai anh em mình đến đây 12 giờ trưa, nắng rất là gắt luôn các bạn. Mặt trời đứng bóng luôn. Em đi trước. Hai anh em mình tối hôm nay đi vô nhà quan hay là vô nghĩa địa sống thử thách, anh dám không? Anh dám là em dám à. Cái địa em hơi sợ xíu nha, em hơi nhát á. Em là đó giờ em bị gì vậy? Bị sợ. Em hơi sợ phải không? Dạ.
Nhưng mà có người đi chung em thì chắc em nghĩ là không sao đâu. Tại đây có ai đặt cá nè em. Cá dữ lắm, cá luôn. Ồ, trong đó nha. Bởi vậy người chú chia sẻ nói là mỗi năm lúc trước đó nha. Còn bây giờ thì 2-3 năm mới có một vụ bị giật điện. Thì là vẫn có mà, không còn xuyên như trước đó. Ở đây bởi vì cá nhiều quá. Có lá cách đó nè. Bên kia cũng có nè. Em biết lá cách không? Em không nghe, mà không biết nó, cái mùi vị nó làm sao. Rồi em hỏi thôi. Ngắt hỏi thôi. Ăn bánh xèo rất là cực kỳ á. Một ký hiện giờ ở ngoài chợ bán 100 ngàn mà không có để mà bán á. Thơm nha. Rất là thơm luôn. Ăn được thì nói chung là trị bệnh luôn. Này cũng giống như một vị thuốc đúng không anh? Cái này nó trị bệnh gì ta? Bệnh nhức mỏi rồi đó. Giống như người Trung Quốc có nói cái câu là Việt Nam mình nó có chết, chết trên đống thuốc. Tại vì có rất là nhiều cây thuốc ở Việt Nam mình, nhưng mà thực sự là cái việc mà y học á dần dần là bị cái này á. Con ếch á, nếu mà mình ra chợ mình mua được ếch đồng á, nếu mà họ mần sẵn càng tốt, mình không cần sát sanh, đem về mình có lá cách này ha, mình sẽ xào lá cách ăn rất là cực kỳ luôn. Lá cách nếu mà thiếu nó con ếch ăn không ngon. Ủa vậy anh? Rồi lương nữa, lịch rồi đó, thiếu lá cách ăn đâu có ngon. Lá cách em nghe nhiều quá chứ mà em... Ở miền Tây á, thì có nhiều hơn ở miền Trung, miền Bắc. Thơm, rất là thơm luôn. Cái này là người ta hái người ta về người ta ăn, bắt đầu nó mới bung cái đọt lên. Cũng có nhiều cô, nhiều chị đi hái về bán nữa đó. Thứ nhất là những người Khmer á. Nhìn giống cái nghề của mọi người đó ha. Tại cái này bán ngoài chợ cũng bán được mà. Tiền không á. Đây. Thấy gì muốn mình em mình đỡ tốn tiền mua. Bên này cũng có bẫy cá nè. Hồi đặt rất là nhiều. Ây da. Sao mà. Cái vừa. Vừa ghê mà vừa khó đi nữa. Đi vô đây thì sự ổn anh? Ổn có gì đâu. Bắt cá thì xuống ruộng bắt, đem về kho ăn gì đâu. Cá lội là mầm với Dũng nè, với ruộng chứ. Bắt cá hả? Sao cái chỗ kêu là có khá nhiều người mất rồi mà nghĩ xuống đó không ổn đâu anh ơi. Mình thăm, mình thăm mấy cái chỗ cái lưới họ để đó thì được chứ kêu bắt chứ không ổn đâu. Cỏ cây cái này, mấy cây này, cái cỏ cái gì vậy ta? Cây này là kêu bằng cây sậy. Cao quá trời cao nè. Ủa anh thường đi như thế này luôn anh? Anh thường đi như thế này không? Đi thường xuyên mà, đi ngoài này thì nó không có nguy hiểm về cái việc ong. Thứ nhất mà em lội vô trong mấy hướng này nè. Trong này nó có đường đi nữa nè. Nhưng mà mình cảm thấy lâu quá không ai đi là nó bất ổn. Là nó có ong. Mấy cái đường mà không có ít người đi đúng không anh? Ốc thì nằm trên bờ. Đây nè, em thấy ốc rồi, vỏ ốc rồi quá trời cho em nằm trên bờ nè. Người ta chạy á. Nguyên, người ta chạy cái còn nguyên luôn nè. Lên, người ta đem lên, người ta lựa tép cá, người ta lấy ốc này quăng ra. Ốc này là ốc bu vàng, người ta bỏ. Nếu mà họ có nuôi vịt á, họ đem về cho vịt ăn. Đa số thì họ bỏ ha. Tiếng xì cũng có nghe đó, nhưng mà cảm giác nó rùng rợn chỗ này nó sao anh ơi? Ghe kêu nhiều ha. Vậy cái gì vậy, tiếng gì thế này vậy? Chim chim ăn kia kìa. Rồi tiêu rồi, hình như chim bỏ cá hay sao nói làm nghe tủng nè. Tại lá cách nữa anh thấy không, đây mấy cây lá cách nhiều người ghê chứ. Ăn này bổ thận lắm, ai bị nhức lưng rồi đó. Có nhiều người họ lấy cái cây á, họ chặt họ nấu nước uống trị bệnh thận luôn đó. Nhưng mà nó không hay bằng cây nhào thôi. Cây gì? Cây nhào. Cây nhào hả? Cái rễ nhào và cái lá nhào.
lá nhà mình xào cật heo hay là cật bò mình ăn trị đau lưng luôn. Ừ, tính ra là anh cũng biết khá là nhiều về mấy cái vị thuốc ha. Tại vì anh sống ở trong một cái khu rừng thuốc mà. Dạ. Như dường như Việt Nam mình đi tới đâu thấy mấy cây thuốc anh. Ừ. Hôm qua mình không biết đó chứ. Chưa khai thác hết. Đúng rồi. Cái gì cái này tụm tụm hoài à. No. Nãy giờ nghe em dòng khúc này. Cá thì chim nhiều quá. Là... con gì nhúng nhích trong đó vậy em? Ở đâu anh? Có đó. Ồ. Trong cái lùm á. Đây. Thấy không? Đó, đó. Em chưa thấy đâu. Ờ. Ồ, em vẫn chưa thấy đâu hết trơn á. Đó. Cỏ nhích luôn nè, cái tự nhiên đây. Đây nè. Kìa. Kìa. Con gì vậy? Em qua đây em coi cái con gì đang bỏ bên kia. Ủa, ở đâu? Nè. Đang ngủ quá đi luôn nè. Ờ. Con gì vậy? Đang thù lùi ra. Không lẽ ở đây có linh ứng ta? Lội trời luôn á. Lội cái bờ tiêu rồi. Bạn thấy bông bóng nổi lên không à? Ừ. Lội vô bờ rồi. Hồi nãy lội trời luôn á. Ủa không thấy gì vậy ta? Hồi nãy em tưởng là anh nói là cái đám bên này nè. Tại bên này cũng nghe tiếng động nữa. Nhúc nhích cỏ luôn á. Ừ. Nhúc nhích cỏ kêu bằng là liệt liệt vậy nè. Dạ. Thế đầu anh mới nhìn qua là thấy giống như có một cái con chuột thì không phải chuột, cá lóc thì không phải cá lóc. Bự mình. Nó khoảng cỡ tùm tay chửi vậy á. Nó bò kề kề luôn. Trời ơi. Gắn thì nó không phải gắn, kiểu như nó có con khúc vậy nè. Cuối cùng con gì ta? Không, mà nãy em không có thấy thiệt. Ừ. Em muốn nghe tiếng mà nãy là em tưởng là tiếng bên góc bên này nè. Ừ. Đây nè. Bò rồi, nó bò vô lùm rồi. Bò lùm á, điên điên đó. Bò qua lùm nó thử xem. Ủa anh, thử con rắn hay con gì sao không? Linh ứng dữ vậy trời. Dạ, hôm nay tụi con đến địa bàn khu vực Linh Thiêng và Rùng Rợn. Thì hôm nay con đến đây khám phá, hai anh em khám phá không có gì hết hả? Nếu mà ở đây có ông bà phước mặt phước mày còn hiền hữu ở đây thì hãy xuất hiện đi rồi tụi con mời ông bà dùng cơm nha. Sao càng đi lại gần càng nghe tiếng gì đó anh ơi. Tiếng gì? Không biết nữa, tiếng búng nước nó to lắm, rõ lắm. Con gì kia vậy? Không biết nữa. Chim quá. Chụp trong này đi được không vậy? Ôi, ba. Gì vậy? Cái tiếng gì vậy? Đây nè, có một cái gì đây nè. Gì trong cái lùm, trời ơi, nó vậy ơi. Luôn. Trời ơi, làm anh hết hồn hết vía. Trời ơi. Ôi. Anh ơi, anh ơi. Thấy gì không? Đây nè, cái gì nè? Đâu? Như ai nằm dưới đó hay sao á? Cái xác của ai hay sao á? Mà sao không cái xác thì không phải đâu. Đâu anh coi thử chứ. Anh lại gần anh coi thứ đó, đây nè. Thấy vàng vàng. Đúng rồi. Vàng đen nữa. Hello. Vong rồi mày. Vong hả? Ừ. Bởi vậy hồi nãy anh vừa đến đây là có một cái gì đó nó lùa nước ở ngoài giữa cái ao này là anh đã nghi rồi. Cuối cùng có một con gì nó chạy vô trong cái lùm qua tới đây gặp Phương Linh này. Trời ơi. Nó không biết nam hay nữ ta. Khó quá, chỉ là mình sát dưới đó mình không thấy được. Thấy vàng vàng không? Đúng rồi, thấy cái áo không? Thấy đặc biệt. Để anh đặt cái máy đi. Dạ, Hương Linh cho tôi hỏi mình nam hay nữ vậy ha? Vong hay gì vậy? Vong hay là người? Không biết, mình thấy có tóc với áo á. Ừ. Ừ. Mình lên bờ đi ha.
Người giờ này ai chui xuống đó trời. Lên đi ông Linh. Ơi. Ơi. Người gớm thiệt. Cái gì vậy? Sao đứng xa rồi quá. Đó bên kia chỗ luôn. Làm chấn động tới bên nhà quan bển luôn à. Nhà ở nhà quan vậy. Trời. Nó nghe nè, mình nam hay nữ vậy? Mình có thể lên bờ đi ha. Rồi có muốn giúp đỡ gì thì nói. Di chuyển nữa cả nhà. Trời ơi. Anh thấy tướng này lớn lắm ơi. Tướng này bự á. Tướng này bự con lắm. Nếu mà so với hai anh em mình là họ nặng ký hơn mình. Thì do mình ngâm dưới nước quá lâu không ta. Để họ mình hỏi họ thử coi. Ủa anh có thường xuyên gặp những cái trường hợp như thế này không? Thường thường anh gặp ở dưới sông á. Sao hôm nay gặp ở trong ao ta? Ao cũng nhỏ chứ đâu có rộng đâu. Ao lớn à. Ao mấy công đất á. Đi rồi, họ đi qua đây nè. Đi qua đây ổn vậy anh? Qua đây có đường chạy không vậy? Không biết đâu nó vậy. Anh xem thử nè. Gió giờ đang đứng là lá cây cho non trong đó là tự nhiên có mấy lá cây không biết nè. Anh xem nè, anh xem. Lá đây. Bên này vô hết đường đi hay sao anh? Họ đang trú đây hay gì ta? Có đường đi chứ? Có gì? Qua đó chạy được không? Được. Thống nhất là lao lộ dưới kia luôn á, lộ dưới này luôn á. Không? Ừ, họ đâu có làm gì mình đâu mà chạy ống. Không thấy họ muốn chụp anh em mình hay sao á? Để họ mình nên phiên họ chắc chắn là họ sẽ nghe cái lời hai anh em mình. Và họ sẽ chịu nghe lời mình giúp chứ. Gì vậy? Trời. Về anh ơi. Gì vậy? Ô, em vô em giao tiếp với họ thử coi. Không cần biết gì họ muốn chụp em vậy anh ơi. Chụp đâu chụp. Có đâu, em đừng có sợ. Em sợ thì nói chung là sao mình phiên họ được. Ở đâu rồi anh? Qua nè. Họ ở đâu rồi? Đây nè. Kìa. Cả nhà thấy không? Thôi em ở bển em hỏi họ thử coi. Bây giờ mà bị túm cái dầu rớt dưới không biết sao luôn anh ơi. Hỏi coi Hương Linh nam hay nữ. Mất được nhiêu năm? Không có thấy gì hết trơn người ta. Trời ơi. Công nhận con này rượt lẹ khủng khiếp. Ở đâu à? Đường nào? Đường nào cái chân chiến thiệt. Không bị vẽ coi nha. Không muốn chụp em hay sao anh ơi? Rồi chạy lẹ thiệt ta. Đâu mất tiêu rồi. Cái này theo anh nghĩ. Đây em suy nghĩ giùm coi. Vong này ở dưới nước là ma gì trời? Bình thường dưới nước là như ma da luôn. Màu đen. Anh cũng thấy vậy đó. Mà thế nhưng em nhớ là ma da màu đen mà. Ờ.
Mà vong này họ mặc đồ màu vàng và đen luôn phải không? Đúng rồi. Đen nhưng mà nó có một số ít, nó bông ít ha. Đúng rồi. Ủa chừng anh ơi, anh vô em hỏi thăm họ đại đi. Mà chụp cái dội mà lôi xuống làm sao? Đâu có. Lôi mà lôi. Hả? Năm nay mình được nhiêu tuổi rồi Hương Linh? Đặt cái vụ bây giờ nói chuyện được thì tôi sẽ khai khẩu cho nha. Chịu không? Mình ngày xưa mất ở dưới nước hay trên bờ? Hương Linh. Sao dễ như vậy? Có khờ cái gì vậy? Mong Hương Linh có thể vẽ lại cho chúng tôi xem thử lần nữa ha. Nhưng không muốn nói gì đó anh ơi. Cái đó là cái gì anh cũng không biết luôn. Cái đó là cái gì vậy Hương Linh? Cái gì? Mình họ chia sẻ họ mất về cái việc đó đó. Vì gì anh? Đó, họ vẽ đó. Vẽ hả? Ngón tay viết chữ được không? Viết chữ đại đi. Cái này họ viết cái gì hay sao vậy? Mình có thể lấy một cái cây gì đó mình viết chữ ở dưới cho chúng tôi biết đi. Họ cầm được cây không? Được. Nói chung họ vẽ được, họ cầm cây được mà. Nè. Tóc hơi dài anh ơi. Vẽ đi. Ai bỏ cái cây gì quá trời vậy? Chỉ cái gì nữa vậy? Cái gì? Họ viết cái gì vậy? Cái chữ gì sao vậy anh? Cái chữ cầu. Cái cầu hả? Ừ. Cầu. Rồi thêm chữ nó coi chữ gì? Hay là có gì đó vẽ luôn? Lấy ma bị đau bụng. Hả? Cầu gì Hương Linh? Về chùa hả? Vậy là gì vậy? Không có thấy rõ được. Ôi. Gì vậy? Chưa gì cứ ngược hoài à. Có đói bụng gì không? Mẹ đi có cầu cái cha gì anh? Hồi té cầu hả? Hả? Lẽ đây cái hồ cái cha có cái cầu cái cha gì hồi té cầu ở dưới hả? Phải không? Không biết cái thấy chữ cầu đó. À như vậy là vong này đi cầu bị té. Phải không? Vậy? Bị đột quỵ trên cầu phải không? Cả nhà coi kìa. Có phải đi cầu cá cha rồi bị đột quỵ trên cầu té chết không? Có phải không? Hay là đi cầu cá cha rồi đi ngang mấy cái lùm bị ong nó chích? Chắc không phải đâu. Chứ cầu gì ta? Bà vẽ làm sao? Cái tự không có thành chữ anh. Lên xuống lại qua lại không à. Phải không? Cầu gì? Phải đi cầu bị té chết không? Hay là bị gì? Hay là ngày xưa đi chích điện, chích cá? Rồi bắt đầu tới cái cầu người ta cột dây chì á. Rồi bắt đầu chích vô cái thanh cầu đó con cá. Nhiều khi nó điện nó chạm á. Ồ. Ừ. Lấy vậy đó. Chứ đây em thấy không có cái cầu nào ở đây hết. Dạ hả? Phải biết là cái chữ cái đợt sau là viết cái gì, không có biết viết cái gì hết trơn á. Đâu Hương Linh có thể vẽ lại cho chúng tôi thấy ha. Vẽ lại đi Hương Linh. Chừng chụp cái giỏ nuôi. Có. Có cây đó. Cây trước mặt Mông Linh nè.
cây nè. Mình nam hay nữ ha? Tướng này trắng trắng hình như là nam vậy ta. Ê nữ. Tóc dài. Ừ. Cái lúc mà mất bộ đầm á nơi cái bộ đó bộ đầm hay sao ấy? Đầm quấy. Đầm đúng không? Quấy. Nữ rồi. Nữ. Không lẽ Hương Linh này ngày xưa mất về cái gì khác chứ đâu phải chích điện ta? Nữ mà chích nếu điện. Nếu mà nữ thì đâu đi điện được. Ừ. Mà mất nhiêu năm rồi Hương Linh? Bạn cái gì sao anh ơi? Cái gì? Bạn cái gì sao kìa? Ăn cái gì? Phải không? Coi ăn cái gì vậy? Gì vậy? Cái gì ăn thịt thì sao? Ăn gì vậy? Thịt thì sao anh ơi? Ăn gì vậy? Ăn gì trời? Mình nói được nhiêu năm rồi? Nói chuyện không được ra dấu. Hay là tôi sẽ đếm phải thì gật đầu nha. Nam thì gật đầu, nữ thì lắc đầu. Lắc đầu anh ơi. Nữ hả? Ừ. Mình mất cái này được như năm rồi. Tôi đếm ha. 1 2 3 4 5 Cái ở đây vậy ta? 6 7 8 9 10 11 12 phải thì gật đầu nha. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 hả? 28 29 30 năm 31 năm 32 33 34. Ôi, trời ơi. Cô anh chủ ơi. Trời ơi, săn ma gì đâu mà ngoài kia trốn không vậy? Rượt anh chạy nó giờ tán loạn luôn nè. Đâu tiêu vậy? Nãy giờ đang đếm cái tự nhiên 3, 6, 3, 7, 5 cái không trả lời cái rượt mình. Chỗ đó đó. Chỗ lùm cây á. Bên đây nè. Ừ. Đứng đường ngoài kéo xuống sao? Chị đâu rồi ta? Em nói là đi gần không ổn cơ mà. Cái gì? Em nói là đi vô đây không ổn mà. Không thấy dấu luôn anh ơi. Đâu? Lại là thử chứ không thấy mất tiêu luôn rồi. Chạy hết rồi. Anh Hiệp ơi. Gì vậy? Em đâu rồi Vũ? Em đây nè anh. Có sao không? Tí chạy hết trơn rồi. Té chạy chân hả? Dạ. Chạy vừa thôi làm gì chạy hoảng loạn dữ vậy? Đứng sát cái bụi xong cái kênh cái
cái chỗ này quá này em sợ là bị lôi xuống dưới. Lọt ở đây là ma da lôi đi luôn á, ướt đồ nghề ướt mít hết hư luôn á. Em té cái em đứng lên vậy em đi liền cái chứ. Mà mất tiêu rồi. Em vừa dắp té xong mất tiêu luôn rồi. Vòng nãy mất luôn. Vòng vòng ở đây nè. Không lẽ trong cái lùm này ta? Em vừa tới ngay cái chỗ mà anh đi lên chút xíu đó, ngay đây nè. Ừ. Đó là em còn nghe cái tiếng rõ ràng ngay đó luôn á, là dí sát cái chân em luôn rồi. Ừ. Bây giờ mất tiêu rồi. Chảy máu hết trơn. Té đây hả? Đúng rồi, dấp trời dấp cái chỗ này nè. Nghe té kịch kịch luôn mà. Đâu? Ôi! Ôi! Rồi chưa xuống dưới rồi. Em ơi. Kìa. Trong đường nước. Gì nãy vô ngó ngoài không thấy. Đó là nước ra vô á, nhiều khi bà này bà chết lâu quá rồi bây giờ bà thành ma da, bà đón cá nó đi lên đi xuống á, bà ăn á. Vậy là cái hồi nãy lúc mà bà khum xuống là bà ăn băng thịt sống luôn hả? Ừ. Có thể là hồi nãy là bà ăn một cái con chuột mà bà bắt bị hụt á, thành ra anh thấy có con nó bò qua bò lại đây nè. Cái con hồi nãy nói đứa với em đúng không? Ừ. Nó bự lắm đúng không? Ừ. Rồi bây giờ anh thấy bên đó có bà rồng, như vậy là đó, bà rồng đó chắc có thể là bà này bà tìm cá lóc bà ăn luôn. Hồi nãy là bà ra dấu là bà nữ, mà nãy anh đếm là lên đến 37 tuổi bà chưa chịu gật đầu luôn. Hơn 37 năm luôn. Ừ. Hơn 37 năm á. Đâu quá. Hồi nãy đi nhớ cái mương mà bị ấy gì quá. Trời ơi, chụp cái giò lôi xuống son ơi. Bà còn dưới mình. Công nhận bà này bà trốn lẹ thiệt thôi. Mới rột bà thấy bên đây. Bà còn dưới vậy? Đâu em xem thử coi. Ủa sao nghe tiếng nói tức bên kia ta á. Nãy bà mới xuất hiện đây tính lâu anh nữa mà. Ở đây nè. Hồi nãy nghe ở ngay đây nè. Chỗ này như cái chỗ núp không. Ui. Còn ở dưới đó rồi. Ừ. Vong dữ rồi anh ơi. Vong này vong dữ rồi. Dữ không? Như là muốn lôi em xuống dưới nãy giờ hay sao á, mà bị cái chỗ đó ngăn cản hay gì nè, tới khúc này là không có đi được nữa hay sao nè. Thôi em đoán thử coi cái ao trong này và ở bên đây nó sâu cỡ nào ta. Em không biết nữa, nhưng mà em thấy là cái chỗ mà nước như vậy là lôi xuống cái là lên nổi đâu. Sâu lắm phải không? Trong mé mà nó gì, trong mé mà rồi. Chưa hết cây nữa nè, trong mé cái mét rồi ra ngoài chắc 2-3 mét mấy 3 mét á. Trong mé mà chưa hết cây luôn á. Cái này nè. Ừ. Đây đưa máy anh quay cho lại đó giao tiếp với bà thử coi, hỏi bà có muốn ăn uống gì không, hỏi nhiêu tuổi này kia rồi bắt đầu. Bà này lớn tuổi xin báo bằng chị đi. Chị hả? Ừ. Bà chụp cái dồi mới lôi xuống sao? Ây da. Đâu quá. Cẩn thận mấy cái mít á, mít rớt nước là hư nha, không có mít nào mà xài được á. Rồi biết rồi. Để xin chỉnh lại cái. Sắp xếp lại cái tinh thần của em cái. Cái gì à? Hỏi bà lôi em xuống sao? Không có. Bà đi cái gì vậy? Phải không? Đi chưa? Cô gì ơi? Còn nhúc nhích nước. Đây. Ngay đây nè anh. Ừ. Nhúc nhích nước. Em phải gọi bằng cô á, nếu mình mất lâu thì em phải gọi bằng cô á. Anh thấy không? Thấy rồi. Nằm ở dưới. Đang nằm dưới này nè. Đang nằm kìa. Cô ơi. Cô gái ơi. Thì con chỉ muốn vô đây đi khám phá thôi, còn không có quấy phá gì hết trơn á. Cô mất ở đây lâu chưa ha? Hồi nãy tôi đếm 37 tuổi mà cô chưa trả lời nữa. Như vậy là bà này nếu mà còn sống năm nay bà lớn tuổi rồi, 60-70. Chắc có thể bà này bà mất cách nay khoảng cỡ 40 năm. Hoặc có thể hơn nữa anh. Ừ. Lúc đó chắc có thể là bà này có chồng, có con rồi. Hay là con gái không biết.
thấy mặc đồ giống gái quá ha. Ba, ba lội đâu kìa. Hình như ba không có bị giới hạn anh ơi, ba qua tới bên này được, ba không bị giới hạn đâu. Rồi. Ba đi qua bên kia luôn hả? Ba đi tới bên kia luôn rồi kìa. Cô có muốn ăn cơm hay là hưởng nhân đèn gì hay không cô? Có mò gì dưới bắt gì anh ơi? Mò cua hay là mò ốc vậy trời? Cô ơi, cô mất cách nay khoảng cỡ 40 năm chưa cô? Không có giao tiếp được anh ơi. Không giao tiếp được. Không có giao tiếp được. Con này chắc ngày xưa mất dưới ao bị chết sình rồi cuốn họng bị... hoặc là cổ bị căng, bị sình hư hết rồi. Hoặc là cổ không thể nói được anh. Ừ. Hồi nãy cũng như là anh em mình hỏi cũng chỉ vẽ chứ không có lên tiếng luôn á. Ừ. Rốt cuộc anh em mình vẫn chưa biết được là cổ mất vì lý do gì luôn á. Quê quán ở gần đây không cô? Cuối cùng là cô mất ở dưới nước hay là mất trên bờ cô? Dưới nước. Dưới nước. Thấy không? Dưới nước rõ ràng. Cô mất lý do gì cô? Bà dễ gì tiếp chuyện. Tắm hả? Thì bà dễ gì thôi. Không phải bà này ngày xưa bà đi cầu tắm cầu với bạn ta hay là đi ngang cầu bị lọt? Cầu. Còn trường hợp nào khác nữa anh? Nãy giờ vợ mới nhớ rồi có một cái trường hợp nữa. Tại cái nơi này là từng có nhiều người mất ở đây. Ừ. Là nơi này chắc chắn 100% là có sẽ có cái chuyện tâm linh. Ừ. Mà cầu thì em chỉ nghĩ tới một việc thôi. Con đã đi ngang cầu bị té ta. Phải không cô? Trời ơi, bả lạnh quá, bả giật giật luôn em. Thôi bây giờ lên bờ đi rồi tôi cho ăn uống nè. Rồi đưa cô về chùa nha. Nha cô. Không giao tiếp được luôn thôi. Để mình hỏi con hồi coi bà có nói chuyện được không. Đó. Mặt của bà toàn là nhớt không. Chắc có thể là bà sống ở đây lâu năm quá. Chắc gì quá. Nói của bà bị gì không biết luôn á. Ừ. Bà nói đâu được đâu. Bà muốn lên hay sao rồi thôi. Lên bà đi con. Coi rõ mặt của bà. Mặt bà ghê quá anh ơi. Ghê không? Ghê. Rồi. Người bà kiếm cái gì đó nữa hay sao á. Người bà đói ta. Bà đó bà chụp em xuống dưới đó ăn thịt em sao anh? Không có. Có không? Sao nãy bà dí em ghê vậy? Nếu có lâu là lâu thế mạng thôi chứ ăn thịt sao được. Nãy bà ăn cái gì? Ăn ốc ăn đồ á. Bả lo người khác, nếu mà mất là thế mạng bả mới lên được. Bả không lo được rồi bả đâu lên bờ được. Bả đâu đi siêu thoát được chứ bây giờ bả cũng lên bờ nè. Không. Nhưng mà chờ cái gì nữa sao nữa. Bả kiếm vậy? Em không biết nữa, bả bắt cái gì? Bả bắt cái gì nãy giờ nên lại thử nói chuyện với bả coi. Ơi! Ơi! Trời ơi! Ơi! Kiếp vậy? Ê hả? Bả đâu rồi? Ôi trời ơi. Bà này bây giờ anh em giữ chưa ta? Cái này có đường vòng không anh? Không. Là một mình còn một đường mình đi thôi hả? Ừ. Đường ngang bệnh ba chụp mình xuống dưới làm sao? Đường này đường cùng mà. Rồi. Không còn đường đi luôn á. Ừ. Qua đây xem thử. Đây
Bây giờ mình kiếm chỗ lấy cơm nước mời cô ăn đi em ơi. Mời nãy mình gặp bà khúc nào ta? Khúc bên kia. Mình lấy mình mời ở đây luôn. Không được. Sao? Đây gần gặp quá. Sao bà nằm? Bà nằm đó mẹ gì nữa hay sao á? Anh dắt đi đâu vậy? Hay là mình cúng ở ngoài chỗ nào sáng sủa đi. Chắc còn cái chỗ mà nãy lúc hai em gặp đầu tiên á, chỗ đó được nhất á. Ngoài đó chỗ đó này nè. Rồi. Nghĩ chỗ này là ổn nhất nè. Ừ. Kìa bà dọn này kìa. Được rồi. Dọn gì anh? Dọn chỗ cúng nè. Dọn chỗ cúng là phải cho biết thông tin mình ngày xưa bị mất cái gì chứ, dạng như tuổi chứ anh Linh. Bà dễ gì nữa đúng không? Bà dễ kìa. Để bà dễ gì vậy? Tưởng đâu bà dọn dẹp để cúng đó chứ. Hay là bà này ngày xưa bà nói chuyện cũng được. Kiểu như bị nói chuyện không được, bị bẩm sinh á. Chắc vậy quá. Hồi còn nhỏ. Bà ăn ốc còn đóng luôn, vỏ. Trời ơi. Gì vậy? Không biết nữa. Đầu tiên gặp trường hợp như thế này luôn á. À, bà đồ ăn hay sao kìa? Không phải. Bà xề tay cái gì kìa? Cái gì? Bà viết cái gì đó vậy? Bà viết rõ ràng cho tụi tôi xem đi. Cái nào muốn đồ ăn không anh? Rồi ăn. Bà đồ ăn rồi. Nhưng mà bà muốn viết cái gì đó đó. Nhưng mà tức tối quá viết không được. Bà tức á. Cái gì? Mà đói vô bụng, mới đói hay sao anh ơi? Hết hồn chứ. Đói hả? Bà đói bà cũng phải cho tụi tôi biết thông tin chứ. Cái gì? Mất bị gì? Nếu biết chữ thì ghi giùm em. Bị gì mất? Cái gì? Bà làm vậy ai biết? Bà biết chữ không? Biết thì người ta ghi vô. Nhưng khi bà bị bẩm sinh. Hồi xưa không biết nói chuyện hả bà? Cô? Biết nói chuyện không? Không. Bà này bẩm sinh. Trường hợp này về sao đi anh? Để coi bà làm gì. Đói hả? Biết rằng là đói rồi nhưng mà chị cũng phải cho tôi biết là chị bị gì mất và chị được bao nhiêu tuổi chứ. Vậy anh nghe trường hợp này bao giờ chưa? Chưa. Em mấy cái lần này thật sự là cái đó chưa, là cái gì em chưa tiếp xúc như thế này luôn ấy. Cái đó là cô muốn ăn á hả? Muốn ăn ra ngoài mới ăn được. Nhưng mà cô phải cho tôi biết là bị gì mất và cô như tuổi. Nếu mà cô biết chữ thì cô ghi đi. Cô không ghi vậy là sao tụi tôi biết cô bị gì mất và cô như tuổi và cho nó rõ ràng chứ. Chứ không lẽ giờ tôi giúp cho cô mà tôi không biết lý lịch thông tin như thế nào sao tôi giúp? Phải không? Đâu có ai giúp cho một vong mà không biết thông tin và lý lịch. Người sống cũng vậy nữa. Là cái vụ họ đó nghèo, tôi không biết thông tin lý lịch gốc gác họ rõ ràng là sao mà tôi giúp? Phải không?
Khó quá nè. Gì vậy? Được làm giao tiếp với cái bên này khó quá. Đâu cô viết chữ dưới thôi, tụi tôi là sẽ đọc được à. Lúc đầu cô ghi chữ cầu rồi, bây giờ là chữ trước chữ gì hay là chữ sau chữ gì cô mới ghi tiếp. Ừ. Một chữ thôi. Ừ. Nè. Nè. Đói bà đói. Vậy em xách cơm đi, đằng kia xách cơm nè. Cơm ở đâu? Cơm này nắng. Vậy cô đi ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Đi ra chỗ nãy á, rồi tụi tôi đem cơm mời cô dùng. Mà phải nhớ cho tụi tôi biết thông tin lý lịch như thế nào nha. Đâu dài dài chỗ này em thấy chỗ nào cũng được thì cứ bày ra đi vũ. Anh thấy đây có nhiều người họ đến đây họ cũng cúng kiến nè. Không lẽ cúng cho bà này ta? Sao chỗ đó trống trải không? Chỗ nào trống? Hả? Chỗ nào trống? Mình cúng chỗ nào trống á? Hả? Mình dọn chỗ nào cúng để cho trống trải á? Hay ra lộ? Kiếm không à? Ừ. Ở đây không? Ở đây đúng con không? Con gì vậy trời? Gì? Gì Vũ? Anh mới đạp chết con gì vậy? Ui, có con gì trong đó anh ơi? Thằng hen hả con dế? Ủa? Ủa con dế? Con gì đó? Con dế hả? Ừ. Ủa con dế? Dế sẽ nổi trong đất ta. Ôi, ôi, má ơi. Em đừng đạp dế nha. Cứu em anh ơi. Nè, đâu rồi, con dế đâu rồi? Sống dưới đất. Con dế nè, phải không? Dế mà. Dế. Ủa? Hay là con thằng hen? Em không biết con cạn nè. Xem con dê quá ta. Con dê quá hả? Con cạn luôn. Cái tổ nó đi hả? Ừ. Đập cái tổ luôn. Ừ. Trời ơi. Gì vậy? Thôi giờ anh thả. Anh Hiệp. Ê, cô buông ra. Cô làm gì? Trời ơi, cô làm gì đâu được. Nó đã tụi tôi lấy mà. Cô dùng mà cô làm vậy thì sao? Rồi bị thương luôn rồi. Nghĩ cái chân hồi nãy em té gì đâu nữa chứ anh té đau luôn hả? Ờ anh cúng cho cô đi. Đau dữ không? Đau chân quá anh ơi. Đau chân quá hả? Dạ. Anh cúng cho cô đi. À, rồi, em chịu không nổi đâu. À. Em sợ cô lôi xuống dưới đây luôn á. Cúng để lựa chỗ nào trống mới cúng được chứ. Rồi cô đó đi ha. Tôi mời cô dùng. Đây kiến đeo lum la này nè, sao ăn? Ê, từ từ tôi cho ăn, không phải là tôi không cho biết không? Ừ. Từ từ rồi nãy giờ mình để kiến đeo quá trời em ơi, kiến gì lắm nữa, lui ra ngoài chút. Ừ, lui lên chút. Lui ngoài chút nha.
Trời ơi. Kiến chuyện. Kiến nhiều lắm đúng không anh? Ừ. Kiến khủng khiếp. Bà này bà đói quá bà. Mà muốn lấy thông tin bà lấy cũng khó nữa. Nãy bà nói cầu hả? Cầu, có một chữ à. Ừ. Cầu mà cầu gì mới được, hay là chết vì cái dục việc mà đi ngang cầu. Bà biết nói chuyện thì bà nói đi. Nãy bà nói bà bị không biết từ nhỏ phải không em? Như là vậy anh ơi. Tại vì cứ lúc đó thì không dám đến gần, tới giờ cũng không dám đến gần luôn. Ừ. Đó giờ anh đi nhiều chỗ gặp, nói chung là nhiều vong á. Dạ. Mà hôm nay lại gặp cái vong này, nhìn nãy giờ là cảm thấy nhìn thì bình thường nhưng mà nổi cục kêu bằng thường xuyên luôn á. Nó lạnh lạnh mấy cái tay nè. Rồi bà phải cho thông tin là bà bị gì mất. Bà có thể bà viết những cái đây nè, tôi có cái nhang nè, tôi đốt cho bà hưởng nè, hồi bà có gì bà viết vô trong cái miếng mót này ha, miếng mót hộp cơm này nè. Đó, tôi cũng biết nữa. Xin phép Thổ Thần Thổ Địa, hôm nay đệ tử đến đây cúng kiến cho tất cả các vong. Thì hôm nay con gặp được vong hồn bà Mai Gia, không biết mất năm nào, cảm thấy bà hung dữ quá. Ông Thổ Thần Thổ Địa, ông phù hộ cho bà nói chuyện, con giúp cho bà đi. Không biết nhiêu tuổi, không biết gì hết trơn luôn. Rồi đặt máy đi, mất đi. Đặt máy cho kỹ càng á. Nhiều khi cái máy nó lật cái ao hư mít nữa, khổ lắm. Cô dùng đi rồi cô phải cho tụi tôi biết thông tin ở trong cái hộp cơm á. Nãy nghe bà này bà nói là bà bị không nói chuyện được từ lúc còn nhỏ, cũng như là hồi nãy mình hỏi đó các bạn. Ăn đi cô. Đi ngoài chơi, đi ra ngoài chơi chút xíu đi. Để cho cô dùng đi.
ơi. Để nè, bà ăn xong rồi bà xuống dưới cái mé ao bà ở trong cái lùm này. Nói em lại em đọc trong cái hộp cơm coi, bà ở trong cái lùm này kìa. Cô lên đây thì tôi mới giúp được chứ. Hộp cơm có chữ gì nè? Hả? Có chữ nè. À, cô biết chữ mà. Có chữ. Em cầm cái nhang, em đốt cái nhang lên lại rồi em cầm lại luôn. Có chữ. Chữ gì? Cầu cơ mắt. Nè, mít. Mít đeo vô. Cầu cơ mắt là gì ta? Nè. Người xin thắp lại cái nhang khác. Ờ, thắp nhang đi, thắp nhang đi. Cầu cơ mắt là cái gì anh? Để ngồi anh đọc thử coi. Thấy cái từ lạ của cầu cơ thì biết chứ mắt là cái gì không biết á. Ờ. Đâu? À, nè, cho em. Cầu cơ mắt. Mắt chứ không phải mất. Mắt. Mắt. Mắt là sao? Em thắc mắc cái chữ mắt đó là như thế nào quá. Mắt là cũng như là họ cầu cơ xong rồi họ đi theo làm cháu của bà Thủy luôn. Ừ. Là mất đó hả? Ờ, mắt. Cái này là họ viết chữ không có gành. Chữ mất là ớ mới đúng chứ, cái này chữ á mà phải không? Thì đó, chữ á mà tại sao là chữ đó là chữ mắt á. Ừ. Bỏ đâu rồi? Mất tiêu nữa rồi đây. Rồi. Không biết bả là mất nhiêu năm. À, nãy mình có hỏi bả mất nhiêu năm không? Có. Có nhưng mà mình chưa biết được. Tại nãy là bả không gạt đầu. 37 là vẫn chưa phải cái thời gian mà bả mất. Ừ. Tuổi bả cũng không cho mình biết luôn. Không cho mình biết cái gì luôn á. Ừ. Đi vào đây. Đâu mất tiêu mà không biết. Vậy thôi hai anh em mình thổi đèn cày để ngang qua bên kia, hai anh em mình đi về đi. Hôm khác em có xuống á, rồi bắt đầu hai anh em mình đến đây mời bà Hưởng và mình hỏi tiếp tục chứ biết sao giờ. Chắc phải dễ quá. Bà này khó giao tiếp quá. Chứ ha. Xong đợt này em bà nói chuyện không được. Này cái này là em biết gì không? Núm độc á. Độc không anh? Ừ. Sao em thấy cái màu nó như người cháy là, thôi mà. Ừ, núm đó là ăn cái là đứt liền á. Ủa, trong có màu vàng nữa kìa. Ừ. Hồi xưa mấy đứa bé không biết á. Trong có màu vàng nữa nè. Em về nấu canh ăn biết bao nhiêu đứa mất á. Mất mạng luôn á. Trời ơi. Ừ.